đây. Hôm nay mình làm bánh gai, là loại bánh mà mỗi dịp Tết về thì mẹ mình hay mua về để thắp hương tổ tiên, và cũng là loại bánh mà mình rất là thích. Ở xa quê hương không có loại lá gai, mình thay bằng một loại nguyên liệu khác. Bạn nào có cùng hoàn cảnh giống mình và cũng thích bánh gai thì vào bếp cùng mình nhé. Đầu tiên thì ta làm vỏ bánh. Nguyên liệu hôm nay mình dùng là bột nếp là 250g các bạn. Vừng đen là 150g, cái vừng này được rang chín, tí mình sẽ đem xay nhỏ miễn thôi. Đường mình dùng là 25g đường trắng, 2 gam muối. Mình sẽ dùng ở đây là tí nữa là nặn bánh ấy. Khi nặn bánh chúng ta sẽ dùng là thêm vừng trắng nữa. Mình dùng 30g vừng trắng đã được rang chín này. Và để cho tăng hương vị thơm thì mình dùng thêm là một chút mỡ dừa các bạn ạ. À, xin lỗi, bây giờ mình sẽ đi xay cái vừng này đã. Mình cho luôn vừng đen vào đây và trộn đều với bột luôn. Đây là 25g đường của mình đây, cho đổ luôn vào đây. Muối này, 2g muối. Mình dùng luôn 2 thìa mỡ dừa vào đây các bạn. Đây, gọi là dầu dừa, mỡ dừa cũng thế đúng không các bạn? Chỗ này của mình là 220ml nước ấm ấy. Nhưng chúng ta phải đổ dần dần các bạn nhé. Đừng có đổ liền một lúc là bột nó mà nát là khó chữa. Bởi vì các loại bột cũ hoặc bột mới nó đều hút nước khác nhau các bạn nhé. Hơi khô mình để cho vào đây cái phần 220ml nước của mình ấy. Cũng không dùng hết đâu. Nhào xong bột chỉ cần 5 phút cũng chẳng cần phải nhiều các bạn. Sau đó để bột nghỉ. Để bột đấy và chúng ta sẽ đi làm nhân thì đồng thời bột nghỉ luôn. Mình để đây và đậy một cái màng bọc thực phẩm lên và đi làm phần nhân. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến phần nhân bánh các bạn nhé. Nhân bánh ở đây mình dùng là 150g đỗ xanh không vỏ. Mình đã đồ chín đây. Thì thường thường mình hay đồ từ trước mà. Xong mình cất đi vào tủ lạnh. Thì đây là 150g đỗ không vỏ mình đã đồ chín rồi. 150g là dừa nạo. Dừa này là mình mua dừa đóng đá. Dừa nạo tươi đóng đá thì mình cũng để xả đá xong rồi đây. Bây giờ là 150g. Đường mình dùng đường vanilla sugar, vanilla có hương vị vanilla. Mình dùng 90g. Thì ở đây cái túi này mới được có 80g, mình dùng thêm 10g ở ngoài nữa. Mình dùng vào đây là 30g nước cốt dừa. Nước cốt dừa của mình cũng mình dùng không hết, mình hay để đóng đá cho nên bây giờ mình làm lấy ra 2 cục đây. Tí nữa mình sẽ làm. Để thay thế cái thường thường là có trong nhân bánh gai các bạn có là mứt dừa ấy, mứt bí. Mình ở đây mình không có mứt bí, mình dùng cái loại là citronat đây. Đây là cái loại mứt mà làm từ vỏ chanh các bạn ạ. Cho vào rất là ngon. Đây. Đấy, người ta thường hay làm bánh mì người ta cho vào các bạn này. Đấy. Thì dùng một ít vào đấy. Vào nhân tùy theo mình muốn dùng bao nhiêu mình dùng. Và ở đây mình còn có mỡ đường nữa. Mỡ đường thì mình làm chỗ này thì mình cũng làm mới được một tuần thôi. Mỡ đường. Ngoài ra khi mình làm mình còn cho vào đó là 2 thìa nước mỡ dừa nữa các bạn nhé. Tức là mỡ dừa, tức là đây, dầu dừa đây em các bạn này, dầu dừa nguyên chất. Thế bây giờ mình sẽ đi làm những cái phần này. Thì đầu tiên mình phải cho cái
Bởi vì đây của mình nó đóng đá mà mình phải làm nhuyễn cái phần, cái phần này, phần đỗ ra. Thật nhuyễn này. Mình cho tất cả các phần vào, gồm có đường này. Mình lấy luôn đường vanilla luôn mình, để mình khỏi phải cho hương vị vanilla nữa. Mình cho tất cả các phần vào đây và mình đem đi quay. Mình sẽ làm trong máy như lò vi sóng. Cái phần này để làm sau. Cho vào đây là hai thìa, mình cho vào đây luôn là hai thìa đũa dừa luôn. Nhân này chúng ta tự điều chỉnh theo ý thích của mình. Đấy, còn đây là mình làm như thế này đây. Đây là phần dừa tươi mình mua đóng đá đấy các bạn này, lấy dừa nào tươi đây. Đá ở các cửa hàng châu Á đều có hết các bạn nhé. Đó, mình vừa quay ở trong máy là 1 phút để mình làm cái phần này cho nó. Mình sẽ trộn cho nó nhuyễn. Phần đỗ xanh của mình là được rồi đây. Bây giờ mình sẽ cho cái phần dừa vào, dừa nạo vào. Cái đỗ xanh này khi mình đồ lên mình đã cho chút muối rồi, cho nên phần nhân này mình không cho tí muối nào nữa các bạn. Thế tí nữa mình sẽ chia bột của mình ra làm thành của mình 650g. Mình sẽ chia ra thành 12 cái, mỗi cái khoảng 50g. Và đỗ mình cũng phải chia ra. Có cân thì nó sẽ đều cái bánh hơn. Còn không có cân thì chúng ta dùng một cái thìa mình cứ làm thế nào mà cả. Thế ok thì mình làm các bạn nhé. Đấy, cái chỗ này mình vừa múc một chưa được một thìa đây. Cái chỗ này thành 60g. Đại để đấy các bạn cứ việc chia ra thôi. À, mình sẽ chia cho cái bánh của mình 55g cũng được. Rồi, bây giờ là cái phần đi chia các bạn nhé. Chia phần 1, phần nhân ra cho nó tương đương với nhau. Giờ mình đi chia phần nhân. Cái nhân thế này bạn nhé, thì mình cho vào đây là hai viên mỡ, mỡ đường và một chút cái tùy mình thôi, vào và một chút cái mứt của vỏ chanh ấy, đấy, citronat ấy. Vừa nãy mình chia cái bột của bánh của mình là được 12 cái, bây giờ nhân mình phải chia được 12 cái nhân cho nó khớp. Đấy, đây là những cái phần mà mình đã chia xong rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta đi gói bánh nhé. Đi gói bánh. Bột mình cân là mỗi bột của mình là được khoảng 55g. Bột 55g và nhân của mình cũng được gần như thế. Đấy. Rất là đơn giản đúng không các bạn, gói này đơn giản. Mình sẽ được 12 cái, mình gói 6 cái trước. Cái này chúng ta sẽ khung khung và làm sao mà cho nó bọc hết vào phần nhân là được. Gói này rất dễ gói. Đấy, sau đó các bạn xoa tròn này nhé. Thì đầu tiên chúng ta cho qua lớp dầu các bạn. Cái bánh nó sẽ tí nữa chúng mình xong rồi nó bánh nó sẽ bóng nó đẹp. Chấm vừng vào. Chấm vừng ở hai đầu một chút thôi. Các bạn để vào đây, đặt vào đây luôn. Đó là thế này.
đấy là chiều này, sau đó chiều ngược lại các bạn nhé. Đây chiều ngược lại đây, các bạn ấn cái tay vào đây một tí để giống như mình gói hàng ấy, ấn tay được cái thứ hai. Rồi mình đã gói xong 6 cái nhé. Gói vào thế này thì khi mình đồ lên là nó sẽ không bị bẹp ra. Vừa lấy bánh mình hình tròn đúng không? Bây giờ chúng ta ấn thế này các bạn này, ấn. Đó. Các bạn ấn tay xuống tạo thành hình bẹp nhé. Ấn từ giữa các bạn nhé, ấn từ giữa. Xong. Rồi. Đây là bánh của mình đã gói xong các bạn. Bây giờ mình đi đồ nhé. Nước của mình được rồi, mình sẽ cho lên bếp mình đổ ở nhiệt độ trung bình, khi mà nước sôi lên hấp hơi trên cái vung của các bạn thì để nhiệt độ trung bình. Rồi đây là mình hấp bánh đây các bạn, đấy nồi hấp bánh của mình. Mình sẽ cái nắp mình sẽ bọc cái khăn vào. Bây giờ nó sôi rồi mình sẽ cho về nhỏ lửa nhé các bạn nhé. Về lửa mình chín số, giờ mình về số 4 và để 30 phút. Rồi, bánh của mình đã xong. 30 phút đã qua rồi đây. Giờ vớt bánh ra thôi. Cho bánh ra. Wow. Đấy. Cho bánh ra đĩa và để thật nguội. Mình sẽ cắt cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình đi ra. Sẽ đi đổ tiếp. Giờ mình sẽ cắt ra xem thế nào. Bánh gói thế này thì bởi vì bên đây ít lá, không có lá chuối nhiều nên mình gói kiểu này. Giờ mình cắt ra xem. Phần nhân đã được phân bố đẹp không? Mình để cắt thêm một cái nữa dễ không là nó, nếu mà bỏ lá ra là nó rất là dính các bạn biết không. Đây mình cắt theo đường chéo, các bạn nhìn thấy chưa, nhân phân bố rất là đẹp, rất là đều. Đấy. Và đây cũng vậy này, này đấy, tức là cái bánh này mình đã già làm được rất là đều về nhân. Bây giờ mình sẽ bỏ lá đi và xem cái độ bóng của nó thế nào các bạn nhé. Đấy, mình bóc hết phần lá ra rồi và xem. Các bạn nhìn thấy nó bóng không khác gì bánh gai. Đây là bánh gai hải ngoại. Đúng không các bạn? Mình đây. Các bạn trông có ok không? Hấp dẫn đúng không? Đó. Đỗ thì được phân bố rất là đều nhé các bạn nhé. Theo đường mình cắt theo đường chéo này, rồi theo đường dọc theo bề ngang của bánh này, rất là đều, bột thì dẻo và bóng ngon. Đấy. Thế là mình đã làm xong món bánh rồi các bạn. Nếu bạn nào thấy video này bổ ích thì hãy chia sẻ cùng bạn bè và người thân nhé. Và nhớ cho mình xin một like, đăng ký vào kênh để động viên mình có thêm nhiều động lực để phát triển kênh các bạn nhé. Các bạn hãy nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để sớm nhận được những thông báo khi mình có video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình. Mình chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!